Phương Hằng ơi, vậy nếu như mà đặt mình là một người con trong trường hợp này thì Phương Hằng nghĩ là mình có thể tha thứ cho bố hoặc mẹ của mình không? Em nghĩ là trong trường hợp này thì riêng bản thân em thì em sẽ dùng thời gian để làm việc đó. Tại vì từ nhỏ tới lớn thì cái quá khứ của gia đình quá đẹp đi, thì mình không để vì một người thứ ba hay là bất cứ một chuyện gì đó mà có thể cứu vãn được ảnh hưởng tới tình cảm gia đình của mình. Nhưng mà em nghĩ là bất cứ người con nào cũng phải cần một khoảng thời gian không dài thì cũng phải ngắn. Nãy giờ thì chúng ta đã nói nhiều đến cái phản ứng của những người con khi mà đối mặt với chuyện này. Vậy bây giờ lật ngược lại vấn đề một chút. Lúc đó thì cái người bố hoặc người mẹ ở trong cái trường hợp cụ thể này thì theo chị Bích Hồng là họ nên phải ứng xử như thế nào? Không bao giờ cái hành vi ngoại tình được cho là đúng cả. Đó, và cái quan trọng nhất là hậu quả của nó để lại. Vì vậy mà cũng hãy bày tỏ cái sự hối lỗi của mình. Tôi cho rằng điều đó là cần thiết. Bằng những điều thực tế nhất. Hãy chứng minh rằng là mình đã biết dừng lại. Đối với cái trường hợp thứ hai là cái người mà bị phản bội, tức là người vợ hoặc là người chồng, họ sẽ rất là khó. Nói chung mình nói đây thì nó dễ, nhưng mà vào tình huống cụ thể cũng phải hiểu rằng họ cũng phải khủng hoảng, và trong lúc họ khủng hoảng cũng có thể họ làm những điều không hay chút nào. Thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên là họ cố gắng là họ trấn tĩnh để họ vượt qua cái nỗi đau này đầu tiên cái đã. Mà làm sao để trấn tĩnh để vượt qua nỗi đau, thì tôi rất là thích cái câu của Phương Hằng vừa rồi. Cứ cho là chuyện nó đã rất là khó chịu, nhưng mà chúng ta đừng quên là vợ chồng với nhau, sống với nhau nhiều năm rồi, phải không ạ? Và để có được cái cuộc hôn nhân này, chúng ta cũng đã phải phấn đấu ít nhiều thì chúng ta mới đi vào cuộc hôn nhân với nhau được. Và cái gia đình của chúng ta đang rất là tốt đẹp. Một cái luồng gió độc nó xuất hiện trong gia đình, nó làm cho người bạn đời của mình sai phạm, thì chúng ta hãy cố gắng là bỏ qua cái lỗi lầm, dù rằng rất khó tha thứ này. Cái quy luật vợ chồng đó bao giờ nó cũng dẫn đến những cái giai đoạn mà nó trầm xuống. Sống như với nhau, nó như biểu đồ hình sin á, nó trầm xuống rồi nó lại được nâng lên, và nó tùy theo cái nghệ thuật tổ chức cuộc sống gia đình. Tôi xin có một câu ngắn gọn thêm như thế này. Cái bản lĩnh sống của con người đó cũng không hẳn ở cái chỗ là không bao giờ mình làm điều gì sai phạm. Dạ đúng. Mà cái bản lĩnh sống con người nó còn đáng quý hơn ở cái chỗ là khi mình có sai phạm thì mình biết khắc phục cái sai phạm của mình, để rồi mình chứng minh rằng là mình cũng vẫn xứng đáng trong cái sự kính trọng của mọi người. Xin được cảm ơn tiến sĩ Bích Hồng rất là nhiều vì những chia sẻ hết sức cụ thể và cả những lời khuyên xác đáng mà chị đã dành cho chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn Phương Hằng. Hy vọng rằng là Hằng sẽ có nhiều cơ hội để trải nghiệm nhiều hơn nữa trong những vai diễn của mình. Kính thưa quý vị khán giả, qua câu chuyện với tiến sĩ Bích Hồng và diễn viên trẻ Phương Hằng, Vân tin chắc rằng những khán giả nào đang gặp phải những vấn đề này cũng đã có cho mình câu trả lời thỏa đáng. Còn bây giờ sẽ là món quà âm nhạc đầu tuần. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ ca sĩ trẻ Khang Việt. Anh sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Điều Anh Cần Nói, một bản ballad thật nhẹ nhàng, đầy cảm xúc của nhạc sĩ Quang Mẫn. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.